Việt Nam có thể tự nâng cấp theo cấu hình BRDM2M. Thưa quý vị, quân đội Nga mới đây đã chuyển giao cho đồng minh Kyrgyzstan 9 xe thiết giáp trinh sát BRDM2M được lấy từ các kho dự trữ dưới thời Liên Xô. Việc quân đội Nga cung cấp xe bọc thép trinh sát BRDM2M dư thừa cho Kyrgyzstan theo đánh giá là hành động khôn ngoan, khi số phương tiện này đã trở nên dư thừa và không còn cần thiết với họ, họ sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí bảo trì đáng kể. Điều cần chú ý nữa đó là các xe thiết giáp trinh sát BRDM2M vừa được Nga bàn giao đều là phiên bản nâng cấp. Chúng có tính năng kỵ chiến thuật khác biệt khá nhiều so với BRDM2, nguyên bản do Liên Xô sản xuất. Quan sát bên ngoài những chiếc BRDM2M này, dễ dàng nhận thấy chúng được bổ sung các tấm giáp phụ hai bên thành xe cũng như phía trước. Tác dụng chính là mở rộng khả năng bảo vệ cho kiếp điều khiển khi bị đạn 12,7mm bắn thẳng, so với trước kia chỉ chống đạn được 7,62mm. Ngoài ra, xe còn được bổ sung cửa hông giúp kiếp điều khiển ra vào thuận tiện hơn so với sử dụng cửa nóc. Cải tiến đáng giá nhất chính là khối thiết bị quang điện tử tích hợp trên phía tháp súng, giúp cho việc tác xạ khẩu súng máy KBVT-14,5mm chính xác hơn rất là nhiều lần. Tuy nhiên, ngoài những cải tiến vượt trội trên thì dễ dàng nhận thấy rằng tấm cản nước của BRDM2M đã bị tháo bỏ, dấu hiệu cho thấy nó không còn khả năng bơi, có lẽ do trọng lượng của xe tăng lên khi bổ sung giáp phụ. Vấn đề tiếp theo cần cân nhắc khi nhìn cách Nga thực hiện trên những chiếc BRDM2M này đó là khả năng Việt Nam có thể tự tạo, áp dụng cho chính mình. Theo đánh giá thì thao tác nâng cấp là khá đơn giản, hoàn toàn nằm trong tầm tay của chúng ta. Ngành công nghiệp cơ khí và quang điện tử, điều khiển tự động của Việt Nam thời gian qua đã có nhiều bước tiến đáng kể khi tự nghiên cứu chế tạo được nhiều cụm thiết bị quang học chính xác cho xe tăng PT-76, pháo cao xạ và tên lửa phòng không. Việc tự chế tạo cụm thiết bị ngắm bắn cũng như bổ sung giáp và mở cửa hông cho BRDM2M có lẽ sẽ được các nhà máy công nghiệp quốc phòng Việt Nam thực hiện không mấy khó khăn khi chúng ta đã khá thuần thục trong việc hiện đại hóa xe tăng T-54-55. Ngoài xe bọc thép trinh sát BRDM2, Việt Nam còn có thể hướng đến việc tự nâng cấp xe thiết giáp chở quân BTR-60PB theo cách làm trên, do hai dòng phương tiện này có nhiều khả năng có sự tương đồng. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.